Năm ngoái tôi cho Thượng Chí vay 5.000 bạc để mua chiếc băng biện. Tôi tưởng là ngon rồi, ai dè băng biện Chí chỉ đứng tên rồi không được hưởng quê lợi. Tháng giêng vừa rồi ban biện Chí trả được lời mà không trả được vốn. Tôi bị người anh mà mắc kẹt hết 5.000 bạc. Tôi rầu quá, giúp cho người em sao được nữa. Sao ông lại sợ? Phàm cho vay cốt là để tính lời, lời thu hoài mà vốn vẫn còn nguyên đó, có ai dám giật đâu mà sợ. Giấy tờ thế chấp ông giữ hết mà. Đã biết anh em Thượng Chí Thượng Tứ chỉ đứng làm chủ đất mà chỉ ăn quê lợi, như vậy mới chắc chứ. Họ có bán trụ đất được đâu mà mình phải sợ. Ông cho Thượng Tứ vay 1.000, ông tính lời 400, bạc 14 mà. Nếu ra viên Thượng Tứ không trả nổi, ông bắt làm giấy chồng lên cả vốn lẫn lời. Như vậy chỉ cần 2-3 năm. Nếu mà cậu ta hỏi thêm thì ông chỉ cần cho thêm ruộng đất của cậu ta sẽ là của ông mấy hồi. À, mà tôi quên, nhà ông thầy cho dây mà tôi lên mặt dạy đời thiệt. Bậy quá. Thượng Tứ là anh em của thầy, thầy nói giúp giùm mà tôi không chịu thì mất thể diện của thầy. Chà, chả là khó. Chẳng những tôi nói giúp mà tôi còn phải đứng ra bảo lãnh nữa kìa. Thôi cứ như vậy đi, ông cứ cho mượn tính bạc 14, tờ sao lục tương phân. Ông giữ rồi mà sợ cái gì? Phải không? Mày tưởng tao không biết sao? Mày nói mày giúp anh em chứ thật ra mày có lợi. Bằng cớ là tao không đòi mày 100 đồng mày vay hồi tháng trước. Bọn có học tụi bay bề ngoài đạo đức, trong bụng thì đen tối. Mời thầy. Mãn giờ lâu quá mà thầy mới ra, làm tôi chờ muốn chết. Tại thằng Tây chủ sự bắt tôi ở lại nói chuyện trên trời dưới đất cho nên tôi mới ra trễ. Sao, có chuyện gì vui không? Có chuyện gì vui mà cậu cứ tủm tỉm cười hoài vậy? Hồi nãy tôi có đi ngang qua nhà giáo chủ, tôi thấy cô Hai Hậu. Tôi dở nón chào cổ, cổ chào đáp lại. Rồi làm tôi xếp đụng ông già. Cái cậu này thiệt tình, gặp tôi không hỏi chuyện dây bạc của cháu chuột mà lại đi hỏi chuyện con gái của ông ta. Thầy nhắc tôi mới nhớ, chuyện dây bạc trơn tru không? Bây giờ mình tới nhà hàng kiếm gì ăn đi, rồi tôi sẽ nói. Chuyện này dài lắm, mình đi thôi. Tuổi mới 40, đau nhức tùm lum. Đã vậy là hay đau rầm ràng ở trong ngực. Ơi,
cái thằng Thượng Tứ. Nó đi đâu mất biệt mấy ngày nay, không biết nó có về bển hay không. Nghĩ tội nghiệp cho con vợ, có chồng cũng như không. Thằng chồng quan đàn chi địa quá chừng. Dạ thưa bà, mợ Tư tuy là không có dốc dác, nhưng mà được cái hiền lành, mũ mỹ. Thay vậy tôi cũng thương lắm. Cậu Tư cứ càm ràm, ngồi xe hơi mà không chịu mặt đầm. Vậy á mà mở cười, mở nói không quen, mặt vậy dị hụ lắm. Giáo chuột cho dây là bạc 14, không cao cũng không thấp hơn chỗ khác, nhưng điều kiện ở bên ổng thì dễ chịu hơn. Bạc 14 là sao? Tôi không hiểu. Tức là dây 1000, tiền lời á là 400. Trời đất ơi, 1000 thành 1400, cái gì mắc vậy? Mắc như vậy nhưng ai muốn mượn cũng có được đâu. Chuyện này tùy cậu thôi. Thôi được rồi, bao nhiêu cũng được, miễn có tiền xài. Mình lại giới chuột liền giờ đi. Không biết cái thằng này nó đâu mượn tiền hay là đâu gặp cô Hai Hậu. Hôm nay tôi đưa công tử Mỹ Hội tới để ký giấy mượn tiền. Thầy Thông à, đầu đuôi tôi đã nói với thầy rồi. Thầy thảo giấy cho công tử ký, tôi thấy thầy còn phải ký vô bảo lãnh nữa, tôi mới chịu. Thôi được, tôi thảo giấy mượn tiền, cậu đọc rồi hãy ký vô. Với lại tôi phải ký giấy bảo lãnh nữa. Thôi, để tôi viết bản thảo cho. Lát nữa cậu Tư đọc rồi viết lại bằng tuồng chữ của mình. Không có được đâu, phải hỏi ý của cậu Tư. Chứ thầy thảo xong á, cậu không chịu thì mất công lắm. Thôi được rồi, cậu Tư. Cậu Tư hả? Cậu nghe cho kỹ nè, bây giờ tôi viết bản thảo cho dây, xong rồi cậu đọc. Nếu đồng ý thì cậu đích thân viết lại, sau đó cậu ký vô. Còn tôi, tôi sẽ ký tên bảo lãnh cho cậu, vậy được không? Được, được lắm, được. Bay đâu? Dạ. Đem giấy ra đây. Dạ. Cậu qua đây ngồi xuống đi. Hả? Cậu đọc cho kỹ rồi hãy viết hãy ký nha. Có cái gì không bạc lòng hoặc muốn thêm bớt cứ tự ý mà sửa. Được rồi, được rồi. Thầy thảo sao á tôi viết lại như vậy. Thầy thảo cái gì tôi viết cái nấy, biểu tôi ký đâu tôi ký đó, chỗ anh em với nhau mà. Nè cậu lo viết đi, ông cháu ốc đuổi về thì công con cóc con nhái bây giờ.
Viết lẹ đi, rồi đưa tờ giấy qua. Ông xem đi. Đây, cậu đếm kỹ lại đi. 1.000 đồng. Thôi được rồi. Hôm nay á, mình về bên nhà hay là mình đi đâu? Tôi muốn đi đâu á thì tôi đi, không có được phép tra hỏi. Tôi chỉ muốn biết coi mình có về thăm má hay không, chứ tôi đâu có dám tra hỏi. Chắc bữa hổm mình biểu tôi đưa tiền, tôi không đưa, cái mình giận, mình bỏ về bển. Phải vậy không? Còn dám nhắc chuyện đó nữa hay sao? Đừng có tưởng tôi đây mạt, bòn rút tiền của vợ mà ăn. Cái giàu của mình đó, tôi xài vài bữa là hết trơn à. Giàu có bao nhiêu đâu mà làm phách. Muốn xin tiền bỏ thêm vô tủ không? Tôi cho nè. Tôi có khoe với mình á là tôi giàu có hồi nào đâu. Mình có tiền á thì mình cứ xài, cho tôi mừng chi. Thuở giờ tôi đâu có biết xài tiền. Im. Cái mặt trù mạt thì ghét. Con ba à, má biểu chút. Dạ. Thằng ba nó về nãy giờ sao không thấy nó? Dạ, anh nằm ở trong buồng á. Kêu nó ra cho má hỏi thăm một chút. Sao còn đứng đó? Mấy bữa này con về bển hay đi đâu? Thưa, về bên nhà. Chị bên nhà Mạnh hả? Thưa Mạnh. Con giận vợ nên con bỏ đi phải không? Đừng có làm như vậy. Có cần tiền mua sắm vật gì á, sao con không hỏi ba má, lại biểu vợ con mở tủ mà đưa.
vợ con nó giữ chìa khóa, mà chưa bao giờ nó dám lấy ra một đồng xu để xài. Còn biểu như vậy làm sao nó dám đưa? Còn ở bên nhà thì có chị, về đây thì còn có ba có má. Con muốn làm gì thì phải thưa với ba má cho ba má biết. Mà con biểu nó đưa tiền cho con mua vật gì vậy? Dạ thưa, tôi muốn thử bụng vợ nên tôi biểu chơi vậy thôi, coi nó có nghe lời hay không, chứ đâu phải tôi thèm đồng tiền của nó đâu. Con chỉ thử bụng nó, nó không đưa tiền con, mà sao con lại mắng nhiếc nó rồi bỏ đi về bển? Tôi mới thử bụng mà nó tỏ vẻ khinh khi rồi. Nó coi trọng đồng tiền quá mà, nó coi đồng tiền như bánh xe. Tưởng tôi cưới nó để đoạt gia tài của nó hay sao? Mà tôi có nghèo mạt gì đâu, sao mà khinh khi tôi quá vậy? Con đừng nói vậy không có nên. Con của má đẻ, từ nhỏ tới lớn ba biết tánh ý của nó mà. Con mạnh tới kẻ ăn người ở nó còn quởn đãi, nó đâu có khó dễ ai, nó đâu có khinh khi ai đâu. Thôi bỏ qua cái chuyện đó đi, đừng có giận hờn cái gì nữa hết trơn á. Mà nè, con muốn xin tiền để làm cái gì con cứ nói với má với ba, nếu được thì má cho, đừng có hỏi vợ con làm chi, nó không có tiền riêng tư gì đâu. Tôi chỉ hỏi chơi vậy thôi. Thiệt ra nè, thiếu gì tiền, có thiếu đâu. Con giàu mà ai không biết khoe chi con. Ở đời lễ nghĩa mới quý, chứ khoe tiền khoe bạc mà ăn nhầm cái gì. Hơn một tháng nay bữa nào cũng leo lên xe hơi đi chơi. Đi chơi là đương nhiên với cặp bè cặp bạn, người tốt thì ít mà kẻ xấu thì nhiều. Họ rủ cờ bạc, rủ chè hút sách, ra vô thứ nào là hư thứ đó con có biết không? Bữa nay sẵn dịp bà nói con biết để cho con sửa mình. Đối với vợ thì con lỗ mãng, đối với cha mẹ thì con ngang tàn. Con là con nhà tử tế, phải biết cư xử lễ phép. Dù con có giàu bao nhiêu đi nữa, con cũng phải giữ cái lễ nghĩa của con, chứ đừng có ỷ giàu mà nghênh ngang. Cái tánh của ba thì ba ít nói, nhưng mà ba thấy con làm quá cho nên ba mới nói vậy á, để con liệu mà sửa mình. Ba má thương con nên mới dạy con, đừng có ham chơi bời, rủi mà xa bước vào con đường không phải, rồi chị bên nhà phiền trách ba má bên đây. Thôi coi đi coi nhật trình hay muốn làm gì thì cứ làm đi. Minh, Minh à, mua cái gì? Minh, dậy ăn cơm, cơm dọn rồi, ba má đang chờ ở ngoài á. Thôi mà, giận gì giận hoài, ba má có thương á thì ba má mới nói. Dậy ăn cơm đi Mình. Muốn ăn gì ăn đi,
Còn đây không thèm ăn. Thôi mà Minh, vậy ăn cơm đi mà Minh. Mày kêu hoài đánh với cha mày bây giờ đó. Mình nói gì? Tôi có gì quấy á, mình có giận thì mình mắng nhiếc tôi, chứ cha tôi có can dự gì đâu á mà mình đòi đánh. Ừ, tao nói vậy á, mày làm gì tao? Trời ơi, cha tôi á mà mình còn đòi đánh, mình đúng là quân du côn mà. Du côn? Du côn hả? Du côn nè, du côn. Ba, ba ơi, ba ơi, anh đánh con đau quá ba ơi. Trời ơi, đánh con nhỏ như vậy bay không lọt trong con mắt con nhỏ rồi sao? Tại sao nó đánh bay? Con kêu ảnh ra ăn cơm chứ con đâu có nói gì đâu. Khi không á, cái anh đòi đánh thấy cha con, con giận quá cái con cự lại, anh tát con một bạt tai. Bà đi qua bên Mỹ hội, bà mời chị xui qua đây, nghênh ngang quá như vậy ai chịu cho nổi. Thôi mà ông, chuyện chút định đó mình nói với nó là được rồi. Mời chị xui qua đây làm gì? Ông đừng có nóng nảy mà mít lòng xui cha. Để bữa nào gặp chị, tôi nói chuyện cũng được mà. Thằng ba nó đi rồi đó hả? Thứ đồ như vậy, đi đâu đi cho khuất mắt. Nuôi nó trong nhà chẳng khác nào nuôi ông tay áo. Nuôi nổi cái gì mà nuôi. Cái hồi ông gả con, ông giao bắt rễ, bây giờ mà không chứa nó trong nhà sao được. Nè, rễ tử tế thì nuôi, thấy không? Rễ ác ôn như vậy nuôi sao được. Má, nếu vậy ông trả nó về bển thì ông phải cho con ba mạnh mình đi theo. Bên này nó còn dám làm như vậy, cho nó theo về bển để nó giết con nhỏ hay làm gì? Không sao đâu con. Cũng tại bà hết. Bà sợ con gái của bà nó ế, bà dục gả chồng, rồi bây giờ nó như vậy đó. Để cho sáng con mắt của bà ra, bà đi mời chị qua đây, cho chị xử sao chị xử. Ủa, bộ thằng Tư về mang cái rương về luôn hả? Dạ, cậu Tư á, biểu con vác cái rương này vô phòng cho cậu. Trời ơi, cái thằng này ỷ có cái xe hơi là xách đi hoài à. Ăn cơm chưa? Cơm nước gì? Nghỉ mệt một chút, thay đồ rồi ăn cơm luôn. Ủa mà sao con đem cái rương về bên này vậy? Chứ để bệnh làm giống gì? Con nói vậy là làm sao? Tôi không có về bệnh nữa. Cái thằng này gì kỳ vậy? Giao ở bển thì ở bển, sao nói gì kỳ cục vậy con? Má muốn ở thì má qua đó mà má ở. Tôi á, tôi không có ở đâu. Trời ơi, đúng là một lũ khốn nạn. Cái con đó cũng vậy, mà cha mẹ nó cũng vậy. Trời ơi, trời ơi, ngó xuống đây mà coi nè. Nó giọng cẳng lên trời rồi nó trở đầu xuống đất. Ai đời cha mẹ vợ mà nó kêu là một lũ khốn nạn. Trời còn gì ơi nữa. Cái đồ gì mở miệng ra là binh con. Mà tôi thấy á, cũng tại má hết á. Tại má bắt tôi ở bển, rồi họ tưởng tôi mệt, tưởng tôi ăn chực,
bày đặt lầm phách. Mày, người ta hiền lành hết sức mà mày dám nói như vậy. Trời ơi, tôi vô phước quá nè trời. Tao biểu mày phải trở qua bển mà ở, nghe chưa? Cưới vợ ở rể là phải ở bển. Ở đây tao không có chứa đâu. Má không chứa sao được? Nhà của tôi ở. Má có phép gì mà má đuổi? Nhà nào là nhà của mày hả? Nhà nào là nhà của mày, mày nói tao nghe coi. Tao đuổi mày đó. Mày qua nhà vợ mày mà mày ở, nghe chưa? Tao không cho mày ở đây đâu. Má dở tờ di chúc của tía ra mà coi. Nhà gì của má? Tía trí, nhà này làm nhà thờ. Tía giao cho tôi phụng tử ông bà. Má đuổi tôi sao được? Tại mình hết thảy. Mình cứu nó quá rồi nó lừng, rồi nó hỗn hào như vậy. Trời ơi, con ơi là con. Đi đâu nữa đó? Đi lên chợ chơi. Đi chơi làm cái gì? Đi chơi rồi hư thân. Ngồi xuống, má nói chuyện. Vợ chồng có cãi lộn, muốn nói cái gì thì nói, nhưng mà đừng có động tới bậc trưởng thượng, bậc làm cha làm mẹ. Còn nói hỗn, xui da người ta phiền. Giờ như vậy, mày đi với má về bển. Má gặp con Tư để má hỏi coi tại sao tụi bay lại cãi nhau. Ngồi chờ má vô thay đồ rồi má đi với con. Má muốn đi á, má cứ đi. Còn tôi là tôi nhất định không qua cái nhà đó nữa. Tôi thề, nếu như mà tôi bước chân qua cái nhà đó nữa thì cho lệnh ông quan đế dặn hồng tôi đi. Mày im. Mày im đi. Mày thề cái gì kỳ cục vậy? Từ bây giờ không có vợ con gì hết á. Nó muốn lấy ai thì nó lấy, tôi bỏ tôi không thèm. Má sanh con một mình con, má thương con, má chiều chuộng con hết tình. Sao mày không thương má vậy? Thì tôi có hổng với má cái gì đâu. Tôi chỉ nói là tôi không có ở với nó nữa. Sao má nói là tôi không thương má? Mày thương má, tại sao mày không nghe lời má? Cái gì cũng được, nhưng mà duy cái chuyện tôi về bên đó là tôi không có về đâu. Tôi thề rồi. Trước ngày tía mất mấy ngày, má có biết là tía bắt tôi thề cái gì không? Con thề với cha con việc gì? Tía nói con người ta nghiện ngập cái gì cũng được, đam mê cái gì cũng được, nhưng chỉ có cái cờ bạc, hút sách thì không. Hai thứ đó là làm tiêu đời, là tán gia bại sản. Rồi mày làm sao?
Má cứ yên tâm đi, tôi đã thề trước mặt ổng, ghiền cái gì thì ghiền, mê cái gì thì mê, chứ hút sách, cờ bạc thì không, nhất dạ là không. Má cứ yên tâm đi má. Thôi, tôi đi chơi đây. Đắp sáp vậy cá nhiều lắm. Dạ. Đó, cá sặc cá rô gì cũng nhiều hết. Hôm nay chắc câu được nhiều á. Anh đó đó. Đâu? Lá câu thử đi, cũng được lắm á. Từ lúc gặp cô Hưởng tới bây giờ, tôi có thấy cổ thích câu cá đâu. Sao giờ nó lại sắm cần câu, đi câu mới lạ chứ. Mình biết rồi, mình còn hỏi cắt cớ tôi làm gì. Tôi thấy cô Hưởng, cổ đâu có muốn đi câu cá đâu, mà chủ yếu được nói chuyện với cậu Minh Đường thôi à. Tôi thấy tụi nó tánh tình giống nhau, điềm đạm, suy nghĩ kỹ trước khi nói, nên thích nhau là phải. Tội nghiệp cậu Minh Đường có vợ mà lẳng lơ, nay á cặp thằng này, mai á cặp thằng kia. Đơn bà gì á mà kỳ cục. Mà thôi, chuyện nhà người ta mình sẽ vô làm gì. Mèn ơi, tôi có xen vô mừng chi. Tôi nói như vậy để mà tội nghiệp cậu Minh Đường, chứ tôi có thèo lẻo với ai đâu. Nhiều lắm là tôi nói chuyện với lại cô Hưởng thôi. Vậy còn nói không thèo lẻo hả? Quá hay quá, anh Đường hay quá. Đưa đây em gửi cho. Đó 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 đó, mình thấy chưa, câu được cá. Cậu Minh Đường á, ông có mừng bằng cô Hưởng. Cô Hưởng cô mừng á, giống như bắt được vàng được ngọc vậy đó. Nhìn tụi nó, tôi thấy xứng đôi dừa lứa quá mình ha. Ngặt nổi là Minh Đường có vợ. Ngặt nổi là Minh, cá cắn câu kìa. Có cá. Tôi không có số sát cá, nên câu hoài không có dính. Nhìn anh giật lia lịa thấy mà mê. Anh dạy tôi câu cá đi. Cái này không ai dạy ai được cô à. Câu riết rồi có kinh nghiệm thôi. Ê kìa, phao chìm kìa, cô giật lên đi. Tiếc quá đi, nãy giờ cứ xảy hoài à, không được con nào hết. Hay là tôi với anh đổi cần câu, biết đâu tôi lấy cái hên của anh, tôi giật lia lịa thì sao? Cần câu của tôi với cô giống nhau, từ cái sợi tới lưỡi câu. Cô muốn đổi thì cứ đổi. Ê trời, cá lồng tông rỉa hết mồi rồi. Thôi, để tôi móc mồi cho cô đã. Người ta nói tùy theo loại cá, mà mình móc mồi gì để cá cắn câu, phải vậy không anh? Đúng rồi. Cá rô thì mồi trứng kiến, cá chốt thì mồi trùng, cá chẽm mồi ruột dịch, cá... Còn cá đờn bà thì móc mồi gì? Trời đất, cô mà cũng biết nó chơi nữa hả? Thiệt tình tôi mới nghe lần đầu. Tôi hỏi thiệt mà, anh biết thì trả lời giùm đi. Tôi đâu có biết đâu. Nhưng mà tôi nghe mấy cô mấy bác nói
câu đơn bà thì phải có mồi bánh tẻn. Gì kỳ vậy? Mồi bánh tẻn? Bánh tẻn là cái vỏ bên ngoài, có nghĩa là lịch sự, đẹp trai. Tôi hiểu rồi. Còn mồi gì nữa không? Mồi câu đủ loại cá. Theo mấy ông nói thì không có mồi nào bằng mồi tiền. Mồi tiền? Ừ. Trời đất. Vậy còn mồi gì nữa? Tôi đọc qua nhiều tiểu thuyết, tôi thấy còn có một thứ nữa mà tôi không biết có nên coi là mồi hay không. Đó là sự chân thiệt. Sự... sự yêu thương, không có giả dối. Mồi bảnh tẻn, mồi tiền, còn sự chân thiệt, thương yêu không có giả dối. Có nên quơ nó vào chữ mồi không? Tôi không biết nữa. Nhưng tôi hiểu qua tiểu thuyết của Tây, mồi chân thiệt không thể sánh qua mồi bảnh trai, mồi tiền. Dòm anh kìa, anh có hết trơn à. Anh bảnh tẻn có dư, là con duy nhất của chủ điền. Còn sự chân thiệt thì không biết anh có không ta. Cha ơi, hôm nay cô hưởng vui ghê. Trái với cái ít nói thường ngày. Tôi thì xưa giờ vẫn vậy, tại tôi chưa có dịp gặp để nói chuyện nhiều với ai hết. Giờ này mà đọc báo, đọc cái gì vô? Nè, lại đây, tập làm một điếu đi, cho quên sự đời. Đã lắm. Thôi thôi, cậu nhớ hai hẩu rồi phải không? Hồi chiều hôm qua có hai hẩu xuống chơi với vợ tôi. Tôi nói đại là cậu muốn cổ lắm. Tôi tưởng là cổ giận. Té ra là cô cười. Cô mắng tôi là đồ quỷ. Mắng vậy như coi bộ rất là vui. Chắc cổ chịu rồi. Để thủng thẳng tôi gò cho. Sao giờ này thầy mới chịu nói? Thủng thẳng cái gì được? Cuộc đời của tôi bây giờ chỉ có bấy nhiêu. Tôi chỉ mong là được gần cô hai hẩu. Bây giờ tôi dù có hết nhà hết cửa, tôi cũng mát ruột. Nói thiệt với thầy, tôi tương tư cô hai. Nếu thầy mà làm mai không được, tôi chết mất. Thôi được rồi, tôi tính vậy nè, cậu xem coi có được hay không. Mai tôi biểu nhà tôi lên thăm cô hai hậu, rồi kiếm cách mời cô hai xuống nhà tôi chơi. Vợ tôi
nó sẽ hẹn giờ trước, rồi sẽ cho cậu hay. Đặng cậu tới mà gặp, rồi hai người nói chuyện luôn được không? Chà chả là khó. Nhưng mà gặp mặt rồi, tôi biết nói cái gì bây giờ? Cậu chọc khẹo làm sao á thì cậu làm, làm sao mà tôi giúp được? Thay vậy chứ, nào giờ tôi không có quen chọc gái, giờ biết nói thì sao đây? Khó gì cái thứ chọc gái o mèo. Gặp rồi thì kiếm chuyện này chuyện kia mà nói, nói bậy nói bạ, rồi nó cũng sẽ ra chuyện. Cái này không có trong sách vở, mà cũng không ai dạy được đâu. Thôi, thầy làm ơn nói giùm tôi đi mà. Thì bây giờ trước tiên là hai người phải gặp nhau cái đã, sau đó tôi sẽ lựa lời mà nói vô. Vậy thì thầy bự cô Thông đi mời đi. Hẹn chắc giờ nào thì tôi sẽ tới. Nói thiệt với thầy, được vụ này tốn hao bao nhiêu tôi cũng chịu hết. Ngược lại tôi còn cảm ơn thầy nhiều lắm.